che giấu hầu hết người mỹ cố quên vấn đề việt nam nhưng đằng sau vấn đề ấy các giới quan chức lại muốn bơi đống cho tàn những người phụ trách cuộc đàm phán đi đến ngừng bắn muốn mọi người biết rõ sự việc thật sự kết thúc như thế nào hay với một cách khác là cố loan truyền luận điểm của họ về sự thật việc bóp méo và hóa trang các sự kiện bắt đầu ngay tức khắc gặp các nhà báo trong những giờ cuối cùng của cầu hàng không Kissinger sinh giờ nói rằng còn khả năng dàn xếp thương lượng cho đến ngày 27 tháng 4. Sau đó, theo ông, Bắc Việt Nam mới quay ngoắt đi và áp dụng giải pháp quân sự. Ông cố ý không thấy rằng cơ quan tình báo đã có một nhận định khác hẳn. Ông cũng không thật thà khi nói rằng ông bị người ta lừa. Khi Poga ở trên tàu USS Bluebird, ông cũng tổ chức một cuộc họp báo, giải thích chi tiết hơn luận điểm của Kissinger. sinh giờ. Thực tế, giữa hai người có một sự khác biệt quan trọng poga không tự hạn chế được việc phê phán đại sứ làm cho người khác hiểu rằng martin chưa bao giờ nhận rõ như poga sự nghiêm trọng của tình hình quân sự về mặt này điều đó đúng nhưng poga quên rằng chính bản thân ông đã góp phần đáng kể vào việc làm cho martin và Kissinger sinh giờ hiểu lầm rằng có nhiều khả năng hòa bình khi chính giới biết rõ luận điểm của ông Kissinger sinh giờ lập tức đề phòng việc nói ngược lại ông điện cho martin đang ở trên tàu ra lệnh không được nói gì với giới báo chí. Ông báo cho Thiệu ở Đài Loan biết ông ta không được phép vào Hoa Kỳ, con gái ông ta học ở đấy, trước khi cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra. Trong lúc đó, nhiều nhân vật trong tấn bi kịch Việt Nam bị lăng nhục thậm tệ. Ít lâu sau khi họ đến Guam, nhiều tướng bại trận bị nhốt trong những chuồng sắt. Tướng Toàn, nguyên tư lệnh quân khu 3, kiệt sức, bị đẩy vào giữa nhóm, ngồi xuống một ghế quay. Tướng Trưởng, người bảo vệ Đà Nẵng đau mắt nặng, không còn trông thấy chiếc ghế. Một lúc sau, một sĩ quan hải quân Mỹ vào bắt ông ta cởi binh phục. Một viên tướng hỏi, "Chúng tôi có thể đeo huân chương không?" Người Mỹ trả lời, "Không, các anh không còn ở quân đội, không còn tổ quốc khi lực lượng can thiệp hải quân Hoa Kỳ tới Manila, ngày 5 tháng 5 năm 1975, tôi được cử đi Thái Lan làm nhiệm vụ đặc biệt." Ở đấy tôi phải hỏi tin các nhà báo và lấy công người tị nạn từ Việt Nam tới. Thật ra việc bổ nhiệm tôi lần này có nhiều huẩn khúc. Cuộc di tản hết sức lộn xộn. Cục tình báo Trung ương CIA không biết tôi ở đâu khi tôi ở trên đường bay Manila, Bangkok. Họ đến nói với cha mẹ tôi rằng tôi mất tích. Mấy ngày sau, tin này mới được đính chính. Những tin tức thu lượm được giúp tôi làm bản báo cáo đầu tiên về phương pháp Cộng sản nắm chính quyền. Tôi cũng được chứng kiến tại chỗ giữa Thái Lan và Việt Nam, một cuộc di tản bất hợp pháp. Nhưng ở sở chỉ huy CIA, không ai đánh giá cao công việc của tôi. Phần lớn những tin tức tôi thu lượm được càng chứng minh rõ sự thất bại của ban giám đốc CIA. Một tháng sau, tôi được gọi về Hoa Kỳ, tháng 8, tôi đến trụ sở CIA, sau mấy ngày nghỉ ngắn hạn, những ngày nghỉ đầu tiên sau hai năm rưỡi làm việc. Ban giám đốc chi nhánh Viễn Đông do Ted Sarkley chỉ huy, bắt tôi, thi lại cũng như đối với mọi nhân viên trở về họ buộc tôi phải trả lời một số câu hỏi những câu trả lời tập hợp lại trở thành một bản tuyên bố nói rằng cuộc di tản thất bại là do hành động địa phương của quân thù tôi không làm trái lại từ phòng này sang phòng khác tôi chạy đi xin phép được làm một bản kê khai những thiệt hại để chi nhánh có thể rút ra một bài học về những sai lầm của mình họ trả lời tôi không ai quan tâm đến vấn đề có thể gây hiểu lầm ấy Poga được đổi đi nhận một chức vụ mới, không quan chức cao cấp nào trong chi nhánh Sackley bỏ công ra hỏi ông về cuộc di tản hoặc về những người và tài liệu bị bỏ lại. Tôi ở nước ngoài khá lâu nên khi trở lại Langley, nơi đóng trụ sở CIA, hầu như tôi không biết một ai trong số những người phân tích tin của chi nhánh. Ở đấy, tôi không thể tìm một công việc hợp với khả năng của mình. Thấy tôi ở trong tình trạng bối rối ấy, Poga bảo tôi đi theo ông đến chỗ ông mới nhận việc tôi nhận lời và đi học một khóa ngoại ngữ, nhưng nhiều việc xảy ra làm nảy sinh nhiều rắc rối. Giữa tháng 8, Học viện Đối ngoại mời Poga nói chuyện về di tản trước những thính giả chọn lọc viên chức bộ ngoại giao. Poga bận, bảo tôi nói, tôi nhận lời, nhưng không phải một bản tường trình mà là một bài bình luận đầy đủ về những sự việc thực tế xảy ra trong những ngày cuối cùng ở Sài Gòn. Nghe tin, Sakli nổi giận đùng đùng, ít lâu sau. Trong một bữa tiệc mời những nhân viên ở Việt Nam về, tôi gặp quốc gang Layman. Sau mấy phút nói chuyện xã giao, Layman gọi tôi ra, hỏi riêng về các khía cạnh chiến thuật quân sự của Hà Nội. Anh thú thật với tôi anh đang nói cho hai nhà báo, hai người được kia sinh giờ bảo trợ, biết về cuộc di tản và sự thất thủ của Sài Gòn. Anh đang cố nhớ lại, sự thú thật của anh làm tôi ngạc nhiên, luận điểm của anh không có gì giống những việc tôi trông thấy tôi cũng không hiểu làm sao những viên chức của chính quyền lại phổ biến tình hình cho giới báo chí trước khi cia và bộ ngoại giao hoàn thành báo cáo của họ thực ra điều mà layman làm chỉ là bước khởi đầu trong tuần sau chuyên gia về việt nam thuộc các bộ ngoại giao và quốc phòng nhận được lệnh mở hồ sơ của họ đã được chọn lọc cho hai nhà báo cia cũng làm như vậy Kobe và hai người giúp việc ông đã gặp một nhà báo cố thổi phồng vai trò của chi nhánh sài gòn trong cuộc di tản Toby giao cho anh ta một tập báo cáo tuyệt mật về Việt Nam, tài liệu ấy cho biết rõ các nguồn tin và các phương pháp lấy tin. Vì cố bảo vệ uy tín của mình, CIA thực tế đã làm lộ những bí mật còn giữ được sau sụp đổ. Đầu mùa thu, tôi hết lòng tin đối với đồng nghiệp và cấp trên. Nhiều nhân viên cũ thuộc chi nhánh Sài Gòn, trong đó có tôi, được Tổng Thanh tra CIA gọi đến ông đòi chúng tôi cho biết đầy đủ cách poga soạn thảo báo cáo mặc dù tôi có cảm tình riêng với poga tôi không thể không nói rõ sự thật nhất là khi tôi đã yêu cầu nghiên cứu cẩn thận những thiếu sót đã nảy sinh tôi công nhận nhiều lúc poga đã giữ lại những bản báo cáo không lợi cho chính phủ nam việt nam cuối buổi nói chuyện tôi xin phép được viết một bản tường trình đầy đủ về hoạt động của cia trong những ngày cuối cùng ở sài gòn để việc phán xử được công bằng nhưng ông tổng thanh tra bác bỏ, cho rằng việc ấy quá phức tạp. Ông giải thích, hỏi chuyện chúng tôi, ông không có mục đích nào khác là làm cho quốc hội không đòi mở một cuộc điều tra về hoạt động của CIA ở Việt Nam. Lời nói của ông càng làm cho tôi thêm nghi ngờ, tôi quyết định một mình làm một bản báo cáo về sự thiệt hại, dù CIA có muốn hay không và dù sau này phải ra khỏi tổ chức này. Trong suốt mùa thu và mùa đông năm 1975, chính quyền tiếp tục cố gắng hết sức mức xóa bỏ hình ảnh việt nam trong trí nhớ người mỹ lầu năm góc ký hợp đồng với nhiều tướng cũ của sài gòn để họ viết hồi ký về chiến dịch cuối cùng lầu năm góc quyết định đó là những tài liệu mật nếu không được phép không một tác giả nào được nói với giới báo chí trong khi đó nhà trắng và bộ ngoại giao ra sức khen thưởng cộng tác viên thân cận của martin cho họ đi nhậm chức ở những nơi béo bở để mong họ kín tiếng bản thân martin sau khi nằm ở bệnh viện để chữa viêm phổi, cũng được Tổng thống khen. layman được làm tổng lãnh sự ở Frankfurt và Boudreau. Jaan được bổ đi Paris nhận những chức vụ cao. Nhiều cộng tác viên của Kissinger đề nghị khen thưởng những viên chức trẻ bộ ngoại giao đã bỏ nhiều công sức để duy trì những hoạt động của cuộc di tản. Nhưng Martin và layman được Kissinger ủng hộ, đã phản đối, vì cớ họ, quá đông. Cục tình báo Trung ương CIA, vì danh dự của mình, tỏ ra độ lượng với những vị anh hùng. Ở Việt Nam, mặc dù chưa bao giờ cục khen thường đúng thành tích, Howard Archer, nguyên trưởng chi nhánh Nha Trang, đã bỏ rơi nhân viên và tài liệu, được tham gia vào một nhóm do Kobe mới thành lập để đối phó với cuộc điều tra của quốc hội. Caster, bạn đồng nghiệp anh ta ở Đà Nẵng, được làm trưởng một chi nhánh ở châu Á. Cuối tháng 12 năm 1975, ban giám đốc CIA tập hợp các nhân viên cũ ở Việt Nam còn lại trong phòng họp lớn, phân phát hàng loạt huân chương bí mật phần thưởng bí mật cho những công việc bí mật. Lời khen cùng với huân chương tôi nhận được dịp ấy, nói rõ tính sắc bén của nhận định của tôi trong tháng cuối cùng cuộc chiến tranh. Trong lễ khen thưởng, Kobe ca ngợi tinh thần hy sinh và hiệu quả công việc của chúng tôi, đề cao chính sách của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Ông nêu bật chiến dịch Phượng Hoàng và chương trình bình định, theo ông có thể đưa đến chiến thắng cuối cùng nếu không có quân đội Bắc Việt Nam. Tôi ngồi yên nghe những lời ba hoa ấy và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra đối với CIA, cơ quan tôi đã từng phục vụ. Mấy ngày sau, tôi báo cáo cho Jock Carver, đồng tác giả bản báo cáo William, tôi muốn viết một cuốn sách về thời kỳ ngừng bắn nếu được CIA tán thành và giúp đỡ. Carver không khuyến khích tôi, ít lâu sau, tôi được gọi vào phòng trưởng ban tư pháp và bị chất vấn một người đóng vai người nghe, một người luận tội. Người ta bắt tôi phải để máy kiểm tra xem có nói dối không, có bảo đảm rằng tôi đưa những tin tức mật cho giới báo chí không. Người ta bắt tôi nộp sổ tay riêng, nộp nhật ký của tôi ở Việt Nam. Ba tuần sau khi CIA dành cho tôi sự khen thưởng cao quý nhất ấy, vào một buổi chiều, tôi báo cho thủ trưởng trực tiếp của tôi, tôi xin thôi việc để tỏ rõ sự phản đối của mình. Tôi vừa đoạn tuyệt xong thì các viên chức CIA cố làm mất danh dự tôi trong đồng nghiệp cũ, như là tôi sắp sửa tiết lộ những bí mật của nhà nước. Nhân viên CIA quen biết tôi hay đã làm việc với tôi kể cả một cô bạn cũng đều bị gọi lên chất vấn, đe dọa bị thải hồi nếu họ không báo cáo tất cả những gì họ biết về tôi. Lúc ấy, tấn thảm kịch Sài Gòn là đầu đề những cuộc thảo luận sôi nổi của quần chúng. Ngày 27 tháng 1 năm 1976, Đại sứ Martin phải trình bày trước Ủy ban đối ngoại của Hạ nghị viện bản báo cáo đầu tiên về sự thất thù của Sài Gòn. Bản báo cáo thật sự là một tác phẩm, không lên án ai, cũng không có bóng lỗi lầm của ông, nhưng gây cảm tưởng là Kissinger, Poga và Quốc hội là những người chịu trách nhiệm chính về sự sụp đổ của Sài Gòn, và về những vấn đề do cuộc di tản gây ra. Martin sau đó giải thích với tôi, bài nói của ông đã được cân nhắc cẩn thận. Mặc dù ông được Tổng thống khen thưởng cộng tác viên thân cận của ông được đề cao. ông có cảm tưởng là chính quyền trong những tháng qua đã không biết đến công lao của ông để cho ông phải chịu trách nhiệm về sự đổ vỡ tại Việt Nam. ngày bản thân khi sinh giờ, theo Martin cũng loan truyền ở Hoa Thịnh Đốn rằng chính Martin cũng quá nhẹ dạ. nay đại sứ nhất quyết báo thù. những lời bóng gió tế nhị trong bài nói của ông trước quốc hội là những mũi tên bắn trả thù. việc đại sứ làm thu được hiệu quả ngay. Ít lâu sau, khi sinh giờ bổ ông làm trợ lý đặc biệt hy vọng tước vũ khí của ông. Nhưng Martin không dễ dàng chịu khuất phục, nhiều lần ông nói chuyện với tôi và giới báo chí về những việc ông làm ở Sài Gòn. Để củng cố lời nói của mình, có lúc ông bóp méo cả những tài liệu mật, trong khi Martin cố lấy lại uy tín của mình thì những khó khăn của tôi với CIA lên cao điểm. Mùa xuân năm 1976, người chỉ huy quân đội Bắc Việt Nam tướng dũng xuất bản cuốn hồi ký gián tiếp ông công nhận rất nhiều sai lầm của sứ quán mỹ trong những ngày cuối cùng ở sài gòn một nhà báo của tờ washington post tôi quen từ lâu gọi tôi đến hỏi ý kiến về mấy điểm của tướng dũng nêu ra tướng dũng viết rằng quân đội bắc việt nam bắt được nhiều hồ sơ tin tức còn nguyên vẹn vì cia không nghe lời tôi nên tôi công nhận những điều ông dũng viết là đúng bài báo nhan đề những bí mật bị mất ở sài gòn được đăng lên lần đầu tiên, một viên chức của sư quán công khai lên án chủ trương chính thức của chính phủ trong sự sụp đổ của Sài Gòn. Từ lúc ấy, tôi trở thành kẻ thù công khai của một số nhân vật chính quyền. Thứ trưởng Ngoại giao Habib viết cho Kissinger rằng những lời bình luận của tôi với giới báo chí có tính chất lật đổ. George Carver đi đến mức gợi ý với CIA tôi có thể là một gián điệp của nước ngoài, cần cột chân tôi lại. Đó không những là một lời chửi rùa tôi mà còn là một sự vi phạm nghiêm trọng đối với luật pháp. Thật vậy, luật về an ninh quốc gia cấm CIA tham gia những hoạt động cảnh sát trên địa hạt nước Mỹ. Cuối cùng, mùa hè năm 1976, Poga được gọi về Hoa Kỳ. Người ta giao cho ông ham dọa tôi. Trong một buổi nói chuyện, thủ trưởng cũ của tôi lên án tôi không có tinh thần yêu nước, lại dám phê phán CIA, và còn cho tôi là hơi điên. Ông cố thuyết phục tôi rằng ông đã làm việc tốt trong cuộc di tản, đến mức nói ông đã cứu được 1.000 nhân viên Việt Nam trong ngôi nhà số 7 tức đài phát thanh bí mật. Thật ra số người đó do Bill Johnson tổ chức di tản, trai hắn với ý kiến của Poga. Cuộc nói chuyện của chúng tôi đến đây chấm dứt. Tôi không bao giờ gặp lại Poga nữa. Mấy tuần sau, tôi đi Paris để tập hợp tài liệu. Tôi gặp nhiều nhân viên sứ quán Cộng sản Việt Nam và đề nghị được hỏi tướng Dũng ở Hà Nội một số vấn đề đồng thời tôi xin phép được lấy ra, gửi đi một món đồ cá nhân của Martin bỏ lại Sài Gòn. Về công việc chung, tôi đề nghị họ cho biết danh sách những binh sĩ Mỹ mất tích, ngược lại cho họ biết qua về thái độ công chúng ở Hoa Kỳ, nhất là sự lãnh đảm của họ đối với Việt Nam, tình hình mà họ không hề biết. Ít lâu sau, tình cờ hay cố ý, Hà Nội gửi cho Hoa Thịnh Đốn danh sách 12 lính Mỹ mất tích. Khi tôi trở lại Hoa Thịnh Đốn, tôi báo cáo với CIA và bộ ngoại giao những hoạt động của tôi và đề nghị bạn bè trong chính quyền cải thiện mối quan hệ chính thức với Hà Nội, để cộng sản đối đãi tử tế hơn với những người chúng ta bỏ lại. Để trả lời, CIA càng gây sức ép với tôi. Tôi quyết định không gặp người của CIA nữa, không đưa tập bản thảo tôi viết cho họ kiểm duyệt, không xin phép, những việc mà một nhân viên cũ của CIA phải thực hiện. CIA đã bóp méo tin tức phổ biến cho giới báo chí nó không có quyền gì kiểm diệt tôi vì an ninh và quyền lợi của quốc gia. Trong khi tôi viết cuốn sách này, Graham Martin tiếp tục tự bào chữa trước công chúng. Cuối cùng Nhà Trắng, vào mùa thu năm 1976, trước khi bầu cử tổng thống, đề nghị ông làm đại sứ lưu động nhưng sự bổ nhiệm này phải được quốc hội chuẩn y, những đối thủ cũ của Martin đã kéo dài ngày có quyết định. Kết quả cuộc bầu cử tổng thống đã làm tiêu tan hết hy vọng của Martin. Ông chỉ còn cách nghỉ hưu, cuộc phiêu lưu Việt Nam của tôi chấm dứt vào một buổi chiều thứ sáu cuối năm 1977 trước mặt Martin. Ông bảo tôi đến nói chuyện với ông ở Lầu Thượng Bộ Ngoại giao. Một con ma đón tôi ở cửa. Martin chỉ còn là cái bóng của Bộ Ngoại giao Ba hoa sôi động mùa hè 1973. Mệt mỏi, mặt nhăn nheo già cỗi, ông mời tôi ngồi xuống một ghế trước bàn làm việc. Ông nói, hôm nay là ngày cuối cùng ông ở Bộ Ngoại giao ông muốn biết rõ tôi có thật chắc chắn về những việc tôi viết trong sách không ông nhắc lại những sự kiện chúng tôi đã nói với nhau trong những buổi gặp trước như thường lệ ông cố giải thích cho những việc và quyết định trước của ông ông nói hơn một giờ rưỡi tôi ghi mỏi tay sau bốn năm làm việc với người này tôi thuộc lòng những lý lẽ của ông ông đứng dậy đưa tôi ra cửa cái nhìn mỏi mệt đượm vẻ buồn vô tận ông nói anh biết chứ Tôi rời nơi đây cũng gần như khi tôi mới đến đây. Cách đây 40 năm, lúc tôi mới vào nghề, tôi chỉ tuyên thệ trước một mục sư già ở nông thôn. Ngày nay, tôi không có nghi lễ gì cả, tôi làm việc ở bộ ngoại giao bao nhiêu năm thế mà khi về hưu, đồng nghiệp tôi không có lấy một bữa ăn sáng vĩnh biệt. Tôi nhìn ông một lúc, nên mỉm cười hay tỏ lòng thương hại, có nên đóng kịch không? Mặt đanh lại, tôi bắt tay ông và đi về, đi đến cầu thang máy tôi nhớ lại lời một đồng nghiệp nói về martin những ý kiến vừa như là một con cáo già ở đầm lầy thông minh và khôn ngoan có thể làm thay đổi mọi việc để đạt mục đích nhưng tất cả cái ông đạt được chỉ là đốm lửa trong đầm lầy một ánh lửa sáng và mơ hồ chẳng thay đổi gì cốt lõi sự việc nhiều người cho rằng việt nam mà người mỹ nuôi dưỡng và ủng hộ chỉ có thể kết thúc như martin đã làm ngay từ đầu chính sách của chúng ta quá tồi không rõ ràng chính sách ấy chỉ có thể đưa đến chiến thắng của cộng sản tôi không thể bảo vệ được chính sách ấy nhưng tôi đem hết lương tâm ra chống lại lập luận trên là một nhân viên tình báo cũ tôi chắc chắn rằng có lẽ hơi ngây thơ những quyết định tốt đúng lúc và dựa trên một nguồn tin chắc chắn có thể thay đổi được sự kết thúc có khi tránh được cả sự kết thúc ấy một nhà lý luận già của họ chẳng đã nói nếu nói đến xu hướng thì không thể nói đến quyết định trước những người biết rõ lực lượng tham chiến có thể thay đổi được quá trình sự việc xảy ra. Kissinger chắc chắn là người Mỹ trực tiếp cân nhắc lực lượng tham chiến ở Việt Nam sau khi ngừng bắn. Chính ông đã thương lượng, hòa bình, và sau đó, điều khiển chính sách Hoa Kỳ. Trong cả hai trường hợp, ông đều làm hỏng và phá công lao của mình. Dân chúng Mỹ muốn rút nhanh ra khỏi Việt Nam với bất cứ giá nào. Kỳ sinh giờ muốn tuân theo ý chí của quần chúng nhưng lại thừa hưởng những sai lầm của các chính quyền Kennedy và Johnson. Sau khi ngừng bắn, ông lại lầm, quá tin vào sự hợp tác của Liên Xô và Trung Quốc và quá tin vào hiệu quả viện trợ không ngừng cho chế độ Sài Gòn. Nhưng ông không biết lúc bấy giờ, vụ bê bối Watergate đã ngậm nhấm chính sách của ông. Trong những sai lầm ông phạm phải, chỉ có hai cái ông hoàn toàn chịu trách nhiệm. Một là cái cách ông điều khiển công việc, ông thích trò chơi trội thích làm lấy không giao bớt trách nhiệm cho cộng tác viên khi ông quá bận về vấn đề trung đông hoa thịnh đốn đã bỏ quên vấn đề quan trọng hơn là vấn đề việt nam khi cuộc khủng hoảng lên đến cao độ ông chỉ giao cho một người graham martin lại còn thói thích bí mật chưa bao giờ khi sinh giờ báo cáo với quốc hội với dân trung mỹ ông đã dựa thật sự vào cái gì để bảo vệ nền hòa bình nửa vời một hôm martin nói với tôi thật là buồn, Hiệp định Paris không được đặt ra quốc hội chuẩn y, nếu việc đó xảy ra, ít nhất quốc hội cũng biết cái gì thiếu sót ở Việt Nam và sau vụ bê bối Watergate, quốc hội sẽ giảm quyền của Tổng thống trong trường hợp có chiến tranh. Ngay sau khi sinh giờ, chắc chắn là Martin phải chịu trách nhiệm lớn về thảm bại cuối cùng. Ông được cử đến Sài Gòn lúc ngừng bắn để duy trì một nền hòa bình do Kissinger đem lại, không dẫn đến việc Cộng sản nắm chính quyền sự lầm lẫn của ông là ở chỗ ông làm việc quá tốt và quá lâu đứng về phe cứng rắn cùng với nixon ông củng cố sự không khoan nhượng của người việt nam và sự phụ thuộc của họ vào hoa kỳ cuối cùng khi chấm dứt ném bom và khi nixon là nạn nhân quá đáng của mình thì không ai kể cả những người được che chở lẫn đại sứ có thể thay đổi chính sách đúng lúc trái lại martin vẫn cố gây ảo tưởng là hoa thịnh đốn tiếp tục ủng hộ thiệu kết quả là đẩy thiệu vào chỗ bướng bỉnh và nhận xét sai lệch. Chắc chắn Martin đã lầm, có thể trách ông không, nếu ông cố nhào nặn sự thật theo hình ảnh ông tưởng đó là vì ki sinh giờ, thậm chí cả pho nữa, đều quá ngả theo ảo tưởng của ông, thậm chí chia sẻ những ảo tưởng ấy. Nhiều người khác cũng phải chịu trách nhiệm về thảm bại của Sài Gòn. Đầu tiên là dân Trung Mỹ, thật ra, sự bất bình trong nước cuối những năm 60 và đầu những năm 70 đã dẫn đến việc chấm dứt chiến tranh Việt Nam và chấm dứt sự can thiệp dã man của Hoa Kỳ. Nhưng khi một lính Mỹ đã về nước thì tư tưởng, cuốn theo chiều gió, đã có trong các giới đối ngoại cũng lan tràn trong dân chúng. Vấn đề Việt Nam không còn ở trong lòng nước Mỹ nữa. Điều đó cho phép một số nhân vật có thế lực tiếp tục một chính sách hợp lý. Đây có thể là một điều cảnh cáo vì việc quân của tướng Dũng vào Sài Gòn tháng 4 năm 1975 chỉ là kết quả sự nhắc lại những sai lầm và thiếu sót đã làm cho chúng ta tham gia chiến tranh. Hai Tổng thống Hoa Kỳ đã đánh lừa dân chúng, đại sứ đã thổi phồng hy vọng thắng lợi, người ta bỏ mặc những kẻ chờ chúng ta che chở ở Sài Gòn, thực hiện một chính sách thất bại. Mọi việc diễn ra như trong giới cao cấp của chính quyền, người ta vội quên những bài học của quá khứ mong rằng với thời gian và khi những vết thương chiến tranh việt nam đã lành có thể trả lại vai trò cho lịch sử nghĩa là đánh giá lại từ đầu một cách khách quan toàn bộ chủ trương chính sách sự việc xảy ra kể cả những gì làm cho nhiều người trong chúng ta mù mắt không thể nhìn rõ diễn biến thật sự của tình hình việt nam đừng bỏ lỡ dịp thôi đừng coi vấn đề việt nam là một ảo ảnh dễ quên hơn là dễ nhớ lại nhất là trong cơn hấp hối của nó nếu không chúng ta không thể thoát ra khỏi các thế lúc trên lĩnh vực tình báo cũng như trong địa hạt chính trị, đã thay đổi, khoảng cách chịu được, của Sài Gòn thành một kết thúc thảm hại của tấm thảm kịch Mỹ.